sẻ cho tụi con biết là cái cơ duyên nào á mà để sư cô từ Vũng Tàu ra đây ạ? Dạ, con cũng muốn gặp được sư phụ á, gặp thầy để mà đảnh lễ thầy á. Gặp sư Minh Tuệ hả? Dạ, để mà có cái năng lượng để mình cố gắng con đường học tập của mình á. Mà ước mơ ra đây để mà thăm thầy nữa, thăm thầy coi như thầy khỏe như thế nào. Dạ. Đó, thì giờ mà nếu mà thầy không có gặp được thầy thì mình cũng coi như là hành hương của mình á. Dạ. Mình đi giao duyên. Dạ. Cơ duyên để mình cái là động lực để mình ra đây. Dạ. Xin phép sư cô cho con gắn cái mít này vô sư cô. Dạ ở dưới đó con. Hiện tại là sư cô cảnh đang ở khu vực Đắk Lộc Vĩnh Phương này mọi người. Cảnh Tuệ. Chú đừng dạ. nói địa chỉ. Nói chung là cái vị trí này thì một cái nơi an toàn để cho sư con cảm ơn ai vậy chờ đợi sau trong cái thời gian mà có mặt ở tại Nha Trang rồi sau này thì tính tiếp. Em thì không tiện chia sẻ vị trí nào quý vị nha, chỉ biết là ở một cái nơi rất là yên tâm, cũng là cũng gần thôi, không xa nhưng mà rất là yên tâm. Đó, sáng nay thì cô vừa mới xuống xe từ Vũng Tàu ra và vô tình thì tụi em thấy ở gần chỗ khu nghĩa trang Cao Đài quý vị, thì cũng trợ duyên cho cô đến một cái nơi yên tâm để cô tĩnh tâm và chờ đợi. Có thể là không gặp được thầy Minh Tuệ nhưng mà cô cũng sẽ là yên tâm hơn và chờ đợi ở đây một thời gian để mà gọi như là hành hương về vùng đất thánh, không cô? Rồi mình coi đó là cái động lực để mình tiếp tục mình tu tập. Trước khi sư cô mình đi tu là mình đã có gia đình gì chưa sư? Dạ có, nhưng mà đã ly dị rồi. Con là mẹ đơn thân. Như sư đi thế này thì gia đình mình có biết không sư hả? Dạ biết, con lạy cha lạy mẹ hết á. Lúc mà ra đây con cũng lạy ba con, lạy cha mẹ con, mà lúc đi theo thầy Thích Minh Tuệ con cũng lạy mẹ. Dạ con cũng xin phép hết rồi, cha mẹ đồng ý, mọi người đồng ý con mới đi. Bây giờ sư Minh Tuệ là ổng tu trên đó, là nếu mà muốn gặp đó là có một cái sự gian nan khó khăn, không nên thế nào mà dễ dàng. Nếu mà có duyên thì gặp được thầy, còn không duyên nữa thì cũng hoàn cảnh thôi, thì thầy cũng biết à. Nếu con nghĩ thầy mà ở trên đó thì thầy cũng biết con ra đây thế nào, thầy biết. Vì lúc con ra ngoài gặp thầy lần đầu tiên á, là con có xin phép thầy, mà thầy ở trong rừng mà con tìm tới nơi luôn. Con điện thoại rồi con gieo duyên cho họ hết tất cả mọi thứ mà con tìm tới nơi luôn. Con nghĩ thầy biết. Thí dụ như giờ sư tới Nha Trang Khánh Hòa này, mà ý là sư cũng rất là muốn gặp được Minh Tuệ, mà nếu mà sư không gặp được sư Minh Tuệ thì kế hoạch của sư là có ở đây tu tập hay là mình đi về lại Vũng Tàu sư? Dạ mình về lại Vũng Tàu để theo để mình tuân thủ pháp luật á. Tại vì con đã làm giấy cam kết với công an của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và địa phương của mình rồi. Thì con không có đi như vậy nữa, thì con về nhà mình ẩn tu tại nơi mình, vì nhà con rừng với suối cũng là nơi rất là yên bình, mình có thể đi bộ hành được, đi khách thực được. Vậy là sư là sư ở nhà sư tu tập riêng chứ không sư tu ở chùa? Dạ không, con cái thất ở nhà con tự tu tập riêng. Con hồi trước thì bên lương bên thờ ông bà cha mẹ chứ con không có phải theo đạo Phật, nhưng mà con mới theo đạo Phật đây thôi. Vậy là sư dạng như là hiện tại là sư tu ở nhà, nhưng mà ý là sư có tu theo cái hạnh vậy, như hạnh đầu đà của sư Minh Tuệ cũng giữ 13 hạnh, mình giữ một phần đó thôi, tại vì độc cư, nhưng mà mình chưa độc cư được, tại vì mình phải lo cho các con mình nữa, mình là mẹ phải hoàn thành trách nhiệm người mẹ. Thì mình chưa có độc cư được. Thì con tính vậy nè, con nghĩ vậy, con nghĩ trong đầu con là bây giờ mình nuôi con mình cứ nuôi, mà tu mình vẫn cứ tu, mình giữ được một số hạnh. Như là ăn một bữa hay là những cái hạnh này nọ, mình cố gắng mình giữ được một số hạnh. Rồi khi mà con mình lớn mà khỏe mạnh rồi lớn khôn rồi á, có thể tự lo bản thân mình rồi, thì lúc đó con quyết định là nếu nhà nước cho phép và bên Hội Phật giáo cho phép, con sẽ đi bộ hành hoặc là tìm một cái ngọn núi nào đó để ẩn tu rồi ra đi ở chỗ đó luôn, là không ai tìm thấy mình luôn á. Con được biết xung quanh cái khu Đắk Lộc Vĩnh Phương Nha Trang này có rất nhiều người cũng ẩn tu trên núi. Con tính là ẩn tu chứ không có đi bộ hành như sư Minh Tuệ. Thì trước tiên là mình phải đi hành pháp đã, mình phải đi bộ hành, rồi sau đó rồi mình mới giảm bớt cái sân si, mình học tập nhiều ra rồi mình đi tìm một nơi nào đó mình ẩn tu. Chứ mình ẩn tu không thì mình cũng ở trong rừng, rồi nhiều lúc mình cũng vẫn sân.
nên con nghĩ là phải đi bộ hành một thời gian đó, rồi mình tìm lúc mình yếu đó, mình đi không nổi nữa, mình tìm một nơi đó mình ẩn tu. Cách đây mấy bữa tụi con biết được một cái sư là sư pháp danh là Tuệ Hòa, đi từ An Giang xong đi lên Gia Lai Đắk Lắk xong rồi đi qua địa phận Khánh Hòa, xong mà sư cũng có ý định là muốn gặp sư Minh Tuệ mà không biết có gặp hay không thì tụi con không biết. Sư Tuệ Hòa. Sư đó con không biết, đi trong đoàn của con ở trong nhóm đó, ở trong tăng đoàn thì con không biết sư đó, chắc sư đó không đi vô tăng đoàn ha. Sư đó thì không đi vô trong tăng đoàn. Nên không, con không biết. Dạ, sư cô có thể chia sẻ cho mọi người biết là sư đi ra một mình hay là có đi với sư nào nữa mà? Có một cái cô kia, cô chưa xuống tóc nhưng mà cô biết con ở trên mạng á, rồi cô vô cô tìm con trong Vũng Tàu á, rồi con cũng cô đó cũng đi theo con ra đây. Nhưng mà ngày hôm qua cô đi bộ một ngày mưa rồi đi bộ, rồi cô giờ cô giống như cô suy nghĩ lại, cô suy nghĩ lại giờ cô đón xe về nhà rồi. Chắc chưa tới duyên, cô chắc chưa tới chơi đủ duyên. Là ý là sư cô có thể chia sẻ là trong những ngày tới là sư cô có những kế hoạch gì không sư cô? Con người tu hành như con thì không có cái kế hoạch gì cả, cái duyên đó, duyên tới duyên tùy duyên. Nhưng mà con thì con kế hoạch của con là ước gì mà gặp được sư phụ một lần, 5 phút cũng được nữa, hay nhìn sư phụ từ xa cũng được nữa. Hoặc là ước mơ là lên cái núi ngày xưa có núi sạn gì mà có cái hình của ngài của ngài Đạt Ma Sư Tổ. Cái vách đá mà sư phụ đó đó, con với lại dạ với lại ra biển Nha Trang. Ngồi thiền. Còn cảm ơn. Ý là sư cũng muốn lên đó một lần á. Dạ, con muốn lên đó. Thì tình hình nó rất là căng sư ạ. Phải suy nghĩ chứ còn không là rất dễ là. Không, nếu căng thì không nên, nhưng mà mình ra biển được con các chú. Sư, để từ để con gì có gì con hỏi cái thằng kia, cái thằng con quen một thằng nó cũng ở gần đó. Dạ, trước là nó không dẫn tụi con lên coi cái chỗ sư mình tệ tu một lần, tụi con cũng lên một lần. Nhưng mà không biết bây giờ là có lên được không. Anh em cắt máy hết. Bây giờ khả năng như vậy nếu